Vụ chính bà tố một ông gà tình lừa tiền ba người có thai, thủ đoạn của gã Sở Khanh bị bại lộ. Thông qua các diễn đàn mạng xã hội dành cho phụ nữ độc thân, lỡ dở chuyện tình cảm, gã Sở Khanh đã lợi dụng tình cảm của các chị em nhằm chiếm đoạt tài sản. Sau khi phát hiện mình bị lừa số tiền lớn, nhóm phụ nữ bắt đầu tìm hiểu thì biết mình không phải là nạn nhân duy nhất. Vietnamnet đưa tin vào ngày 2 tháng 6, Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Tống Anh Sang, 44 tuổi, quê tại Thanh Hóa, thường trú tại Hà Nội, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Động thái này đưa ra sau gần một năm BC02 Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra từ năm 2015 đến năm 2020 tại Hà Nội, liên quan đến việc chính phụ nữ tố cáo ông Sang lừa tiền và tình. Trước đó, vào tháng 4 năm 2020, 7 người phụ nữ ở nhiều tỉnh thành phố cho hay mình đã bị ông Sang dụ dỗ lợi dụng tình cảm để lấy đi số tiền 2,5 tỷ đồng. Cả 7 người này đều chỉ quen biết ông Sang qua các trang mạng xã hội dành cho những người phụ nữ độc thân, lỡ dở chuyện tình cảm. Một trong số các nạn nhân đã cung cấp giấy viết tay được cho là của ông Sang, có nội dung thừa nhận đã vay của chị Hoàng Ngọc Trang, tên nhân vật đã được thay đổi, số tiền 720 triệu đồng. Trong đó, Sang đã thanh toán trước 50 triệu đồng cho chị Trang tính từ thời điểm cuối năm 2017. Sau khi sự việc được báo chí phản ánh, đã có thêm hai phụ nữ khác tự nhận mình là nạn nhân rồi gửi đơn tố cáo ông Sang với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội, nâng tổng số người đứng ra tố cáo hành vi của ông Sang là 9. Theo người lao động, trong quá trình công an điều tra, xác minh vụ việc, Sang đã bỏ đi khỏi nơi cư trú, dù nhiều lần được cơ quan công an mời lên làm việc, sau đều không phối hợp. Cuối tháng 8 2022, Công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra từ năm 2015 đến năm 2020 để điều tra, làm rõ nội dung đơn tố giác tội phạm liên quan đến đối tượng Sang. Theo một nạn nhân trong vụ việc, Sang chủ động làm quen với mọi người qua mạng xã hội với mục đích hẹn hò tình cảm yêu đương. Với một chiêu bài, Sang đã tạo lòng tin về gia thế, công việc, đưa đi ăn uống, gặp gỡ bạn bè để lừa dối các con mồi. Sang cũng thường xuyên gửi hình ảnh thể hiện bản thân đang ngồi làm việc tại nơi có bối cảnh sang trọng, gửi ảnh khoe nơi đang ngồi tiếp đối tác. Khi đã tạo được lòng tin với các nạn nhân, sau từng bước đưa ra lý do công ty do mình làm giám đốc đang nhập khẩu một lô hàng trị giá hàng trăm tỷ đồng, nhưng lô hàng này đang bị cơ quan chức năng giữ lại vì không đủ giấy tờ. Số hàng ấy đã được khách đặt hết, phải khẩn trương xử lý để trả hàng lấy tiền về. Để giải quyết vấn đề này, Sang đã phải cầm nhà cầm xe vay nặng lãi để lấy hàng, nhưng số tiền đó vẫn chưa đủ. Sau đó, Sang nhờ các nạn nhân gửi tiền để giải quyết và nhiều nạn nhân đã mắc bẫy. Một thời gian sau khi bị lừa, một nạn nhân tìm hiểu và phát hiện sự thật là Sang đã có gia đình vợ con. Cùng với đó, người này cũng phát hiện thêm nhiều nạn nhân bị lừa tình tiền giống mình, trong đó một số người đã có thai. Có thể nói, mặc dù thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã nhiều lần được cơ quan chức năng tuyên truyền rộng rãi nhằm nâng cao cảnh giác cho nhân dân, tuy nhiên do nhẹ dạ và hám lợi nên một số người vẫn bị mắc bẫy của các đối tượng này. Theo trinh sát phòng nghiệp vụ Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an, từng nhận nhiều đơn của phụ nữ truy cứu vì bị lừa tình lừa tiền do quen trên mạng. Trong đó, bà NH ngụ thành phố Hồ Chí Minh là nạn nhân bị lừa tiền nhiều nhất. Bà H cho hay bản thân quen người đàn ông tên James Oscar Hededa qua Facebook cá nhân. James giới thiệu mình là kỹ sư hàng hải, sống và làm việc ở Mỹ. Quá trình tìm hiểu, James tâm sự đã ly dị vợ, có con gái riêng, muốn kết hôn với bà H rồi đưa bà qua Mỹ định cư. James nói đang qua Malaysia làm dự án dẫn dầu từ biển vào đất liền trị giá 4 triệu USD và nhờ bà H vay một số tiền để có vốn làm dự án. Sau 5 tháng cho bà H thêm 500.000 USD, James còn hứa làm xong dự án bay về Việt Nam để cưới bà H. Do tin vào tình yêu này, bà H đã đi vay mượn gần 11 tỷ đồng cho James. Sau khi lấy được tiền, James mất liên lạc với bà H nên bà đi tố cáo công an. Bà H chia sẻ vì tin vào tình cảm người yêu dành cho mình, cũng nghĩ vay tiền cho người yêu làm dự án khi trả lại được khoản lợi nhuận lớn nên hy vọng và tin tưởng. Bà cho biết chưa bao giờ đọc các thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức nhận quà tặng, làm dự án trên báo đài nên chỉ biết khi đi trình báo công an giải thích ngọn ngành về thủ đoạn lừa đảo này.